Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư liệt vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục trình bày về chủ đề quan trọng, đó là Phật giáo và chính trị. Thưa quý vị, Vương quốc Bút Thên chỉ bắt đầu áp dụng quốc sách tổng hạnh phúc quốc gia trong 4 thập niên qua. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi trong dòng lịch sử lâu dài. Xét một cách tổng quan thì quốc sách này đã đạt được thành công đáng kể. Cuộc khảo sát vào năm 2015 của Trung tâm Khảo cứu Bút Thên và Tổng hạnh phúc quốc gia cho thấy kết quả như sau. 8.4% dân chúng được coi là rất hạnh phúc, deeply happy, so với tỷ lệ 8.3% trong cuộc khảo sát vào năm 2010. 35% dân chúng được coi là nhiều hạnh phúc, so với tỷ lệ 32.6% trong cuộc khảo sát vào năm 2010. 47.9% được coi là tương đối hạnh phúc, so với tỷ lệ 48.7% trong cuộc khảo sát của năm 2010. Chỉ có 8.8% được coi là không hạnh phúc, unhappy, so với tỷ lệ 10.4% trong cuộc khảo sát vào năm 2010. Các nhà chính trị của Bút Thên thường nhấn mạnh rằng triết lý tổng hạnh phúc quốc gia không phải chỉ thích ứng với những xã hội Phật giáo, mà có thể áp dụng cho bất cứ cộng đồng tôn giáo nào. Tuy nhiên, bà Madeleine Ressler, tác giả của cuốn sách Khảo luận có nhan đề là Sự cô lập tuyệt diệu, những bài học về hạnh phúc từ Vương quốc Bút Thên, không đồng ý như vậy. Bà nói, sau khi đi thăm viếng khắp vương quốc này, tôi thấy khó có thể tách riêng văn hóa của Bút Thên và Phật giáo. Tôi tin rằng triết lý tổng hạnh phúc quốc gia chỉ có thể phát xuất từ một quốc gia Phật giáo. Bà Bretler giải thích từ ngữ tổng, tức là broad, ở đây có nghĩa là thuộc về tập thể, là một khái niệm đã in sâu trong tâm thức của dân tộc Bút Thên. Bà nêu ra một thí dụ như bà đã đọc một tấm biểu ngữ trưng trên một sườn núi viết rằng tôn giáo phải giúp cho toàn thể chúng sinh thoát khổ. Chúng sinh ở đây bao gồm mọi sinh vật trên thế gian và nhiều cảnh giới khác. Bà Ressler nhận xét rằng hầu hết dân chúng Bút Thên đều thực hành câu châm ngôn này. Bà đã kể vài thí dụ rằng là một buổi chiều khi đi dạo với một ông bạn người bản xứ, mỗi khi trông thấy những con côn trùng trên đường mòn, ông ta nhặt và thả chúng bên lề đường để tránh cho chúng khỏi bị người ta dẫm chân lên. Một buổi sáng sớm ở thủ đô Thimphu, bà thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục đang khom lưng ban thức ăn cho một con chuột nhắt. Những con ngựa được sử dụng để dành riêng cho những du khách kém sức khỏe đi lên vùng núi tu viện hang cột nổi tiếng. Xây trên sườn núi cao, người Bút Thên không coi ngựa là loài gia súc được nuôi để chuyên chở người và vật nặng. Vì vậy họ chỉ dành riêng những con ngựa này để chở những du khách không đủ sức khỏe leo lên thăm viếng tu viện. Thậm chí hành động lấy một mật ong trong rừng bị coi là xúc phạm đến loài ong, cần cù hàng ngày bay đi hút mật từ những đóa hoa đem về tổ. Vì vậy, có một lần bà mua một chai mật ong rừng với ý định mang về nước, nhưng bà đã để lại một chai mật ong rừng trong tiệm. Sau khi người hướng dẫn du lịch bảo rằng bà không nên mua vì lý do được nêu trên. Qua những thí dụ mà bà Ressler đã nêu,
Rõ ràng lòng từ bi của Phật giáo đã chan hòa trên khắp nẻo, từ con người đến muôn vật, do giáo lý Phật giáo được ứng dụng vào chính sách trị quốc của các nhà lãnh đạo đất nước, cũng như sự quan tâm hành trì Phật Pháp của mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội. Bhutan chưa bao giờ bị ngoại bang đô hộ. Thưa quý vị, dân Bhutan nổi tiếng về tinh thần ái quốc và tinh thần yêu quê hương và tổ ấm gia đình. Họ có nhiều câu ngạn ngữ nói về tổ ấm gia đình. Thí dụ như, thà ăn một tô cháo ở nhà còn hơn ăn bữa tiệc thịnh soạn trong lâu đài. Thà ngủ dưới gầm cầu ở nhà còn hơn là ngủ trong một khách sạn sang trọng. Những câu ngạn ngữ này phản ánh tình yêu, mái ấm gia đình và tinh thần tự hào đối với quốc gia. Có lẽ điều này giải thích lý do tại sao xứ Bhutan chưa bao giờ bị ngoại bang đô hộ. Và ngày nay người Bhutan cương quyết bảo tồn truyền thống dân tộc, trong khi cố gắng nâng cao mức sống của mình và người. Sử gia người Pháp Fencoy mình đã sống và làm việc ở Bhutan hơn 30 năm và đã chứng kiến tiến trình hiện đại hóa của xứ sở này. Bà nhận xét về người bản xứ như thế này: tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương của người Bhutan thật rất đáng khâm phục. Họ rất kiên cường, trong khi cũng có những nếp sống thoải mái. Và đối với những vấn đề liên quan tới quê hương, đất nước thì họ rất cưng rắn. Ở Bhutan, những chính sách quan trọng cần phải được thanh lọc qua những nguyên tắc liên quan tới chính sách tổng hạnh phúc quốc gia trước khi được các thành viên trong Ủy ban Tổng hạnh phúc quốc gia bỏ phiếu để chấp thuận hoặc bác bỏ. Sau đây là một thí dụ cụ thể. Vào năm 2008, các thành viên của ủy ban này tỏ ý hoan nghênh ý kiến để cho Bhutan gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới WTO. Họ bỏ phiếu tán thành ở vòng sơ khởi với tỷ số 19-5. Sau khi họ cứu xét về những lợi ích kinh tế nếu Bhutan gia nhập tổ chức quốc tế này, nhưng khi những điều kiện gia nhập được thanh lọc qua những tiêu chuẩn tổng hạnh phúc quốc gia, căn cứ vào những ảnh hưởng của chúng đối với những phúc lợi của nhân dân, thì họ thấy rõ ràng rằng lợi bất cập hại. Thí dụ như, trong khi Bhutan rất coi trọng việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và sức khỏe của toàn dân, thì các nước hội viên của tổ chức mậu dịch quốc tế bị bắt buộc phải mở ngõ để cho phép vô số những cửa tiệm fast food vào bán những thực phẩm thiếu lành mạnh cho dân chúng. Vì vậy, ở vào vòng bỏ phiếu thứ nhì, thì kết quả là Ủy ban Tổng hạnh phúc quốc gia đã bác bỏ đề nghị gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới với tỷ số 19-5. Ông Khama Thitthen, quốc vụ khanh đặc trách Ủy ban Tổng hạnh phúc quốc gia, đã nói với báo chí rằng vụ bỏ phiếu biểu quyết đề nghị gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới này cho thấy những quyết định của chúng tôi chịu ảnh hưởng rất nặng từ những nguyên tắc trong chính sách tổng hạnh phúc quốc gia. Khi chúng tôi cân nhắc những điều lợi và những điều hại theo những tiêu chuẩn giống như những quốc gia khác trên thế giới, thì kết quả cũng có lợi về kinh tế giống như họ. Nhưng khi chúng tôi thanh lọc những điều lợi và những điều hại qua chính sách tổng hạnh phúc quốc gia, thì chúng tôi thấy rằng hậu quả sau khi gia nhập sẽ là lợi bất cập hại. Một trong những hậu quả được xét qua chính sách tổng hạnh phúc quốc gia là sau khi gia nhập, dân chúng Bhutan sẽ gia tăng mức độ căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Đây là vấn đề mà những quốc gia coi trọng kinh tế như Hoa Kỳ không quan tâm đến. Tiến sĩ Khama Phunso là người Bhutan đầu tiên tốt nghiệp học vị tiến sĩ tại trường đại học Oxford của Anh Quốc.
Ông cũng đã thọ giáo trong một tu viện ở Bhutan để trở thành một tu sĩ trước khi đi du học. Vào năm 2000, ông thành lập và là giám đốc của cơ quan Lidon Foundation, phụ trách đào tạo những doanh gia trẻ tuổi. Chúng tôi xin trích một đoạn mà tiến sĩ Unso đã trả lời trong bài phỏng vấn của đặc sang Phật giáo Trisco xuất bản vào đầu năm 2017. Thưa quý vị, người phỏng vấn đã đặt câu hỏi là: chúng tôi thường thấy có hai nhận xét trái ngược nhau về Bhutan. Một, cho rằng Bhutan là đất nước phi thường của những người dân rất hạnh phúc. Trong khi đó, phía khác nói rằng là Bhutan là một quốc gia chậm tiến thuộc vào thế giới thứ ba. Xin ông cho biết ý kiến. Tiến sĩ Bhutsoda trả lời rằng quả thật Bhutan là nạn nhân của những nhận thức sai lầm khác nhau. Ý kiến thứ nhất ca ngợi Bhutan một cách quá đáng thì chỉ là sự tưởng tượng của những người Tây Phương. Một nguyên nhân khiến cho người ta ca ngợi Bhutan là vì các nước láng giềng của chúng tôi gồm có Bangladesh, Nepal, Ấn Độ và Tây Tạng là những nước nghèo hơn Bhutan. Ý kiến thứ nhì của những người cho rằng Bhutan thuộc vào thế giới thứ ba thì họ còn nên lưu ý rằng chúng tôi là một quốc gia đang phát triển. Vì vậy, hiện thời Bhutan có khoảng 12% dân chúng sống ở dưới làn ranh nghèo khổ. Dù sao thì còn có những yếu tố lịch sử và địa lý khác nhau giữa các quốc gia mà người ta không thể dùng để so sánh. Bhutan đã được hưởng 3 lợi điểm quan trọng về lịch sử và địa lý sau đây. Lợi điểm thứ nhất là sự cô lập về địa lý của Bhutan đã giúp cho chúng tôi tránh khỏi những cuộc xâm lăng. Địa thế hiểm trở của vùng núi Himalaya Lạp Sơn ở phía Bắc khiến cho người Tây Tạng không xâm nhập Bhutan trong nhiều thế kỷ. Trong khi đó, vùng rừng rú cận nhiệt đới có nhiều muỗi gây bệnh sốt rét ở miền Nam đã khiến cho người Ấn Độ và thực dân Anh không muốn xâm nhập Bhutan. Nếu Bhutan tọa lạc ở phía tây Nepal, thì chúng tôi đã trở thành nạn nhân của quá trình hiện đại hóa ảo ảnh trước khi Nepal lâm vào hoàn cảnh đó. Nếu như vậy thì Nepal đã học được những bài học về bảo vệ môi trường từ chúng tôi thay vì ngược lại. Thêm vào đó, nhờ lợi điểm địa lý ở cách xa hai thành phố đông đúc của Ấn Độ là Delhi và Calcutta là hai ngưỡng cửa rộng lớn mở ngõ cho quá trình hiện đại hóa trong vùng Nam Á Châu do thực dân Âu Châu thi hành trong thế kỷ 20. Lợi điểm thứ hai là mức dân số thấp của Bhutan. Nếu ở trong lãnh thổ nhỏ hẹp này mà dân số của chúng tôi bằng một nửa dân số của Nepal thì khó tránh khỏi lâm vào những hoàn cảnh kinh tế chậm tiến như Nepal và Ấn Độ ngày nay. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể tiếp tục bảo tồn 60% những vùng sơn lâm với dân số hơn 10 triệu thay vì 750.000 như hiện nay. Và giống như hai nước đó, chúng tôi sẽ không sản xuất đủ thực phẩm để cung cấp cho toàn dân. Lúc đó quốc gia sẽ bất ổn và không thể thực hiện những phát triển. Lợi điểm thứ ba là chúng tôi được thừa hưởng giáo lý và văn hóa Phật giáo. Nhờ đó, toàn thể nhân dân Bhutan tự mãn với hoàn cảnh yêu chuộng hòa bình, bất bạo động và thân thiện với mọi người. Điều này giúp cho các nhà lãnh đạo của chúng tôi dễ thi hành những cải tổ. Nếu các nhà lãnh đạo muốn cải tổ dân chủ, trong khi đa số dân chúng ích kỷ, thiếu tinh thần kỷ luật, thường bất mãn và chống đối chính phủ, thì các nhà lãnh đạo khó có thể cải tổ được. Trên đây là những lợi điểm và phước đức giúp cho chúng tôi tạo lập một xã hội bình an và hòa hợp. Thưa quý vị, qua nhiều bài khảo cứu giá trị của những học giả nổi tiếng thì chính sách tổng hạnh phúc quốc gia ở Bhutan
đặt nền tảng trên giáo pháp từ bi hỷ xả của Phật giáo. Cô ấy an lạc, giải thoát quan trọng hơn những yếu tố vật chất, vốn là một trong nhiều nguyên nhân tạo ra ích kỷ, tranh chấp, hận thù và khổ đau. Khi áp dụng Phật pháp và chính sách trị quốc an dân là áp dụng tâm giác ngộ giải thoát vào lĩnh vực chính trị. Và đây cũng chính là lý do tại sao khi được vua Lê Thái Tổ thỉnh ý, Thiền sư Pháp Thuận đã trao cho vua một chính sách trị quốc lớn theo quan điểm của Phật giáo, ngắn gọn, súc tích và vô cùng giá trị. Chính sách lớn này được gói gọn trong 20 chữ sau đây: quốc độ như đành lạc, nam thiên lý thái bình, vô vi cư điện cát, xứ xứ tức đạo bình. Tạm dịch: vận nước như mây quấn, trờ nam mở thái bình, an lạc nơi điện cát, mọi chốn hết đạo bình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm. Yeah.